chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình. Các bạn thân mến, như các bạn cũng đã biết, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sắp diễn ra. Các em hãy bình tĩnh, tự tin để làm bài thật tốt. Tất cả mọi thầy cô đều tin tưởng ở các em. Xin chúc cho tất cả các em học sinh lớp 12, đặc biệt là học sinh lớp 12 của trường Trung học phổ thông Vị Thanh, năm học 2022-2023 thật nhiều may mắn và đạt được điểm cao như các em mong muốn. Sau đây mời quý vị và các bạn xem đoạn video ngắn với quyết tâm đậu tốt nghiệp của các em học sinh lớp 12A9, trường Trung học phổ thông Vị Thanh, năm 2023. Cửa hàng kim cương toàn thế giới, mỗi nước 10 cửa hàng thì thôi, hết rồi. Xin chào mọi người, mình là Diễm Vy, học sinh trường Trung học phổ thông Mỹ Thanh. Hiện tại mình học 12A9 năm học 2022-23. Ước mơ lớn nhất của mình là đỗ tốt nghiệp, xong sau đó là mình sẽ đi làm hoặc là đi nước ngoài mình làm. Học đại học thì mình không học, càng giàu càng tốt, sau này nhất định giàu thiệt là giàu. Ước mơ của mình chỉ có như vậy thôi. Chào các bạn, là tên là Chí Khang, đến từ lớp 12A9. Bây giờ của mình là xe đạp tốt nghiệp. Sau tốt nghiệp mình sẽ đi làm, sau 3 năm mình sẽ làm quản lý của một chuỗi, một trong 32 chuỗi chi nhánh Suwon BBQ. Em sao mày? Mày về mày làm. Hello mọi người, mình tên là Anh Thư, mình đến từ lớp 12A9 của trường Trung học phổ thông Vị Thanh. Hôm nay thì mình muốn nói về nguyện vọng của mình, đó là mình muốn là một giáo viên của sư phạm mầm non, và mình có ước mơ sẽ trở thành một giáo viên để dạy các em học sinh nhỏ với niềm rất yêu trẻ con. Và kỳ thi sắp tới thì mình mong rằng mình sẽ đậu tốt nghiệp, và chúc tất cả các bạn đậu tốt nghiệp 100%. Thank you.
viên và tất cả các bạn học sinh trường trung học phổ thông Mỹ Thanh nói chung đậu tốt nghiệp 100%. Yeah! Nội dung chia sẻ trong video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Mời các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.